Chào ở nhà nhá. Hôm nay tuyệt cái cảnh gặp cây chay đẹp quá. Cây chay này gọi cây chay VIP ấy nhỉ. Đẹp lắm. Cây này thì không chê rồi, chỉ chê tiền ít hay nhiều thôi. Chắc là không để ít tiền đúng không? Cây này quá đẹp luôn các bạn nhá, chia sẻ gặp mua rồi không biết có mua được không nhưng cứ phải chia sẻ cây chay đẹp cho anh em cùng thưởng lãm cây chay. Gia đình nhá. Cây này chắc nhiều chục năm tuổi rồi. Này vành gốc 160, cách mét 102, thoát 20,5, tay cảnh thì tuyệt vời. Bẹ đẹp, chân đẹp. Chảy quá tuyệt vời luôn nhỉ. Ở đây xóm này còn có cây dao như nào nữa, à, như này nữa không? Quá độc đẹp nhỉ. Rồi, huyện thì không ấy đâu, huyện ngay ở chỗ Sơn Hà có cây chay gấp rưỡi này luôn. Ở chỗ nhà anh Tuyến công an huyện ấy. Ừ. Không phải, người ta không bán đấy, giữ đây. Không, cây này cũng là thuộc cây đẹp rồi, anh khách quan, gia đình có bán không như anh vẫn bảo cây này là cây đẹp. Quá đẹp luôn ấy. Chia sẻ cho cả nhà nhá, đấy, tiếp cái cảnh các bạn cũng đăng ký ủng hộ nhá. Cây này thì không biết là nhiều tiền có mua được không nhưng mà cây nó là cây đẹp. Chia sẻ cho anh nào mà có điều kiện thì mua cây này cũng được. Bán giá hợp lý là giao tiền ngay. Nhưng mà chắc cây là nhiều tiền. Thì quá đẹp luôn nhỉ. Túc vào đây anh quay cái Túc ơi. Vào thì Túc có điểm mấy chén rượu này, này say lắm rồi nhưng mà vẫn phải chia sẻ. Cây quả tròn nha các bạn nha, chai lếp nha. Em thấy cây này đẹp quá em chia sẻ đó. Nào nó hợp duyên hợp số mua được cây chứ. Phải lúc nào cũng mua được cây đâu. Phải không? Đẹp quá. Này, đẹp. Chủ nhà nhiều tuổi là anh à, Túc. Sinh năm 81 đó. Thế sao này, chắc là ông bà để lại nhỉ? Tinh thần có bán không? Được có được giá có bán không ấy? Còn quan trọng là không. Có số phấn không? Cây quá đẹp luôn. Cây này mình đánh giá là cây VIP luôn nhé. Đấy, các bạn thích thì mua nhé. Mình giới thiệu cho. Cây này có duyên mới mua được. Không phải ai mua được đâu. Ok. Đúng rồi, chuẩn. Chủ nhà không cần tiền nhưng mà được giá vẫn bán. Ok. Chay đẹp quá nhỉ.